U18 Việt Nam của chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua sốc trước Campuchia. Và đây là lần đầu tiên các đội tuyển quốc gia Việt Nam thua Campuchia. Và ngay lập tức thì dư luận rẽ ra làm hai hướng. Một hướng thì đánh đập không thương tiếc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Một hướng thì là cố gắng đỡ và hồi sức cấp cứu cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Minh Hải thì không đi theo cả hai cái phương án vừa rồi. Và mình thì sẽ cố gắng kể cho các bạn nghe những câu chuyện dù nhỏ thôi. Nhưng mà sau đó thì các bạn lấy đó làm cơ sở để đưa ra kết luận của chính mình. Mình không áp đặt, mình không nói rằng là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là rất hay. Và mình cũng không nói là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người dở. Mà mình chỉ đưa ra cho các bạn những cái câu chuyện mà mắt thấy tai nghe để đưa lên cho các bạn làm cơ sở để các bạn đưa ra kết luận xem huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người như thế nào, tài năng ra sao, triết lý cũng như là khát khao cống hiến cho bóng đá trẻ Việt Nam như thế nào. Và Minh Hải thì cũng rất là cảm ơn đối với Dick Doctor, chuyên gia kéo giãn điều trị thoát vị đệ đệm, đã cùng với Vlog Minh Hải thực hiện chuỗi chương trình gần đây. Thất bại thì cứ vẫn là thất bại thì phải có lý do, và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã từ chức, tức là đã nhận trách nhiệm cao nhất với nghề bằng cái tâm và cái sự tự trọng của người làm nghề. Nhưng tôi cũng phải nói thẳng với các bạn là làm bóng đá trẻ là rất rủi ro, bởi bản chất của bóng đá trẻ là không ổn định. Tức là một lứa này có thể thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là vẫn là hệ thống bóng đá đấy, vẫn là triết lý bóng đá đấy, vẫn là huấn luyện viên đó, nhưng chắc chắn là sẽ không thể nào tiến đến sự ổn định được. Bởi vì một trong những cái đặc tính nổi trội nhất của bóng đá trẻ là thiếu ổn định. Ngay sau một giải đấu rất hay là một giải đấu rất tệ, ngay sau một trận đấu cực kỳ hay là một trận thua vỡ mặt, đấy là điều hết sức bình thường. Và nói như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì ngay cả lò La Masia của Barca đến bây giờ họ cũng đang loay hoay trong một quá trình rất dài để tìm những người thay thế, những đội ngũ kế cận của những Xavi, của những Iniesta. Thành ra là cái việc mà đi tìm một người kế tục cho cái lứa của Quang Hải chỉ sau mấy năm thôi chúng ta chưa tìm được, đấy là điều hoàn toàn hết sức bình thường. Và đấy mới là bóng đá trẻ. Ngoài ra thì mình cũng phải khẳng định với các bạn là bóng đá Việt Nam của chúng ta, nói gì thì nói, cái đầu vào nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Và nếu như mà đầu vào mà không tốt thì nếu không có bột chúng ta rất là khó để gột lên thành hồ. Thành ra là cái đầu vào phải tốt thì cái những cái khâu về sau nó mới có thể nâng được cái tài năng của các bạn lên. Và nếu như chúng ta trong cái khâu đào tạo trẻ ngay ở cái tuyến thấp nhất là cấp câu lạc bộ mà chúng ta còn chưa làm tốt thì cũng rất là khó khăn. Chúng ta tính nhá, tức là lứa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính từ lứa của Công Phượng, là lứa U19 của Công Phượng là một lứa rất là tốt. Bởi vì chúng ta thấy là cùng một lúc là có rất nhiều các cầu thủ đến từ các lò khác nhau, họ đào tạo rất là tốt. Khi mà Bầu Đức bắt đầu với Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG thì rất nhiều những cái đối thủ cạnh tranh về đào tạo trẻ họ cũng phải cố gắng, bởi vì nếu không thì sẽ trở thành cái bóng của Hoàng Anh Gia Lai. Thành ra là khi Hoàng Anh Gia Lai đầu tư lớn như thế thì các đối thủ cạnh tranh họ cũng đầu tư lên. Thành ra là cái lứa khóa 1 của Hoàng Anh Gia Lai gồm Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và rất nhiều các cầu thủ khác. Thì vào thời điểm đấy chúng ta thấy có Sông Lam Nghệ An, chúng ta thấy có lò Viettel thì tạo ra U19 của cái lứa đó. Sau đấy thì thậm chí mọi thứ còn tốt hơn, là Hoàng Gia Lai vẫn là cái lứa đó và có lứa thêm của Quang Hải, có lứa thêm của một số những cái câu lạc bộ, ví dụ như là đến từ Sông Lam Nghệ An, đến từ Viettel, đến từ PVF và đặc biệt là đến từ Hà Nội. Mà Hà Nội thì lại là tổng hòa của rất nhiều các lò đào tạo. Một là của Hà Nội, hai là VSH và rất nhiều những vệ tinh như là Thái Bình, như là Hà Tĩnh, như là Nghệ An. Thành ra là cái đầu vào của họ rất là tốt. Và khi đầu vào của họ đã rất là tốt rồi, họ được đầu tư nữa. Chúng ta thấy là họ được đầu tư rất là mạnh, được đi châu Âu tập huấn, được đi Đức và trong khoảng thời gian rất là dài tập huấn rất là nhiều. Và chế độ chăm sóc từ y tế đến tất cả mọi thứ đều rất là ổn. Thành ra là mọi thứ nó mới tốt. Còn bây giờ chúng ta có cái gì ạ? Hết cái lứa Hoàng Gia Lai GMG khóa 1 thì chúng ta thấy là khóa 2, khóa 3 thì họ gần như là không có ai, đúng không ạ? Và đến các lò khác, ví dụ như là Sông Lam Nghệ An cũng bị hững đến tận 6 tuổi. 6 tuổi là tương đương với 3 lớp. Chúng ta thấy là từ U19, U17, U19 và U21 của Sông Lam Nghệ An là trong cả thời gian vừa rồi là không có gì. Thậm chí là có một lần mình đến lò Sông Lam Nghệ An, lúc đấy thì huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng vẫn đang đứng lớp, thì ra sân chỉ có mười mấy cầu thủ thôi. Mình mới hỏi là thế các cầu thủ đi đâu hết rồi, thì mọi người mới nói rằng là phân tán hết, người bị chấn thương, người thì bỏ, người thì bị loại. Và cuối cùng là chúng ta Sông Lam Nghệ An vào thời điểm đấy là bị hững khoảng tầm 6 năm, tức là tương đương với 3 lớp. Đấy, chúng ta tưởng tượng như vậy thôi. Và sau cái lứa của Hà Đức Trinh, của Bùi Tiến Dũng, của Thanh Thịnh tại PVF thì cái khóa sau ấy, khóa 2 ấy, là chúng ta cũng chưa thấy ai. Thành ra là chúng ta thấy cái đầu vào nó không được tốt. Cái lứa trên nó đã tốt quá rồi, cái lứa đằng sau này, đội ngũ kế cận nó chưa được tốt. Thành ra là đầu vào của chúng ta mà chưa tốt thì rất khó để chúng ta có thể
nâng cao được cái khả năng của họ, bất biết thầy của họ là ai. Trước đây khi U19 Việt Nam thành công ở vòng chung kết U19 châu Á rồi đi U20 World Cup thì mọi người nói rằng là đấy là công lớn là thuộc về các trung tâm đào tạo, các lò, các ông bầu. Điều đấy là hoàn toàn chính xác. Nhưng tại sao khi U18 lần này thất bại, chúng ta lại không dành cái điều đấy cho các lò đào tạo? Mình nghĩ là một phần nào đấy chúng ta không trách, bởi vì là ai cũng muốn làm tốt công việc của mình, nhưng mà nó phải theo lứa, chứ không phải lúc nào chúng ta có những cầu thủ như Quang Hải, như Đoàn Văn Hậu được, đúng không ạ? Thành ra là cái đấy là cái chúng ta phải chia sẻ. Nhưng như thế là rất không công bằng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Khi đội U19 thành công, U20 thành công thì chúng ta nói rằng cái công lớn nhất lại thuộc về các lò đào tạo, các ông bầu. Nhưng khi đội thất bại, chúng ta lại đổ tất cả lên đầu huấn luyện viên trưởng. Mình nghĩ như thế là không công bằng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Còn một điều nữa thì mình không biết là trong lúc mà U18 tập trung thì những người đang chửi rủa họ đang ở đâu. Nhưng mà mình thì sang PVF và mình thấy như này, là ban huấn luyện lúc đó ngoài bác sĩ Phạm Văn Minh ra thì chỉ còn có 3 người. Đó là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đó là trợ lý Lê Đức Tuấn và đó là huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh. Ngay cả huấn luyện viên thể lực thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng phải mượn từ PVF. Và về sau thì thầy GD đi từ U16 về, rồi trưởng đoàn, rồi mọi người khi mà thi đấu mọi người mới đến. Thành ra là chúng ta thấy là lực lượng ban huấn luyện chúng ta thấy là rất mỏng, trong khi rất nhiều đội bóng thì lại muốn lấy quân về để đá những giải như kiểu giải hạng nhì hay gì đó, mà các huấn luyện viên gọi cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thậm chí là chủ tịch câu lạc bộ gọi cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để đòi quân, xin quân, mà đến nỗi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn không dám nghe điện. Rồi chúng ta thấy là thời gian chuẩn bị vừa rồi khác hẳn với lứa của Quang Hải, đi châu Âu rồi đi Hàn Quốc. Đấy, chúng ta thấy là trước đây thì thậm chí là lứa của Tuấn Anh, Công Phượng còn đi sang châu Âu đến tận 52 ngày cơ, đúng không ạ? Và thời gian vừa rồi thì chúng ta đã đi tập huấn ở Nhật trong một chuyến tập huấn free. Đấy, và chúng ta thấy là ban huấn luyện chỉ có 3 người trong quá trình tập luyện, quân thì rất nhiều đội lại muốn xin về, xin quân về để đá giải hạng nhì. Đấy, trong khi đầu vào lại không tốt. Đấy, sự chuẩn bị nó là như thế, tất cả chúng ta như thế. Có bột thì mới cột lên hồ. Nếu mà các bạn mà làm việc trong một môi trường như thế thì nếu như các bạn làm được việc thì chúng ta sẵn sàng tạc tượng. Nhưng nếu như các bạn không làm được việc, điều đấy là điều hoàn toàn có thể lường trước được. Chả biết các bạn như nào, nhưng với mình hoàn toàn không có bất cứ một sự kỳ vọng nào với đội U18 vừa rồi. Và mình cho rằng là cái chuyện mà đội của chúng ta thất bại cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng có một điều rất khác biệt. Trước đây chúng ta biết là ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á năm 2015 thì thậm chí đội của chúng ta đã thua Thái Lan với tỷ số 0-6. Lúc đấy huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng xin từ chức. Và sau đó là đến vòng chung kết U19 Đông Nam Á năm 2017, đá tại sân hàng đấy, mình ra đội đá rất chán, phải công nhận đội đá rất chán. Và sau đó thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã đệ đơn xin từ chức. Nhưng cả hai lần huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều không được chấp nhận cho từ chức. Và đấy là lý do vì sao chúng ta có được vòng chung kết U19 châu Á, khi mà chúng ta đã vào tận bán kết và giành một suất đi World Cup. Nhưng lần này huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đệ đơn từ chức và đã được đồng ý. Mình cho rằng là đây là sự khác biệt. Đây là sự khác biệt. Đấy, và lứa Quang Hải của Hà Đức Chinh, của Đoàn Văn Hậu thì hay hơn rất nhiều so với lứa này. Ai cũng có thể nhìn thấy điều đấy. Nhưng có một sự khác biệt là trước đây thành công được tạo ra nhờ sự kiên trì, nhờ niềm tin của liên đoàn dành cho huấn luyện viên Anh Tuấn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có thể liên đoàn đang muốn là chấp nhận cái lời từ chức của huấn luyện viên Anh Tuấn như là một nguyên nhân để giải thích cho mọi người biết. Còn thực sự là mình cho rằng là một trong những yếu tố mà khiến cho U18 thất bại là do quá trình đầu tư của chúng ta rất kém. Đầu tư rất kém, gần như không có gì cả. Và đến bây giờ chúng ta vẫn khẳng định một điều là khi chúng ta vào được U20 World Cup vẫn là do ăn may. Cái tư tưởng đấy là tư tưởng rất nguy hiểm. Chúng ta không đầu tư tiếp làm sao chúng ta có thành tích tiếp. Mà đấy, vẫn là những con người như thế, đã từng tạo ra những cái giá trị nhất định, tạo ra những thành công nhất định, đến bây giờ không có thì chúng ta lại đổ à, hóa ra đấy là ăn may. Rồi chúng ta lại trích những cái lời của Bầu Đức. Và đặc biệt là trong những lúc khó khăn như thế này thì mọi người bắt đầu đưa ra những cái quan điểm của Bầu Đức để chiến đấu với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, để dìm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Mình cho rằng là Bầu Đức có cái hay của Bầu Đức, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có cái hay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nhưng cái không hay của nền bóng đá của chúng ta ấy là hai người đều có tâm, đều có cống hiến, lại không bắt tay được với nhau. Đấy, bây giờ chúng ta còn đang công nhau, chúng ta còn đang chửi nhau, thì đấy là điều rất là khó, mà chúng ta không biết bắt tay nhau, hợp tác với nhau. Có thể chỉ là trong công việc để tốt hơn cho bóng đá Việt Nam, và chúng ta cứ vạch áo cho người xem lưng. Minh Hải rất mong muốn một lần nào đó chúng ta có thể nhìn thấy, nói chính xác là các bạn có thể nhìn thấy
cái cách mà Quang Hải, là Tiến Dũng, là Đoàn Văn Hậu, là rất nhiều những cầu thủ trưởng thành từ lứa U19 Việt Nam và U19 và U20 World Cup nhìn và chào huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, họ khoanh tay chào, con chào thầy. Và thời gian vừa rồi khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chịu rất nhiều áp lực, mọi người nhảy vào chửi rất nhiều. Đấy thì đồng loạt là từ Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Tấn Tài, rất nhiều. Tất cả mọi người đều chia sẻ và tôi cho rằng đó là một sự động viên cũng như là một cái lời nhắn gửi một cách tinh tế đến mọi người rằng nếu không có thầy thì sẽ không có những người như Quang Hải như bây giờ. Đấy là điều rất quan trọng. Tiếp theo là cống hiến của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nên được nhìn nhận một cách công bằng và toàn diện. Nhiều người thì nhìn thấy là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ làm U19, làm U20 thôi. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện như này. Là khi huấn luyện viên Park Hang-seo mới sang Việt Nam và ông thành lập một cuộc họp, chúng ta gọi là cuộc họp đi, thực ra đó là một cuộc gặp gỡ. Ở đó thì có huấn luyện viên Park Hang-seo, có phòng các đội tuyển quốc gia, có huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, có giáo đốc kỹ thuật GD. Và huấn luyện viên Park Hang-seo thì có hỏi một câu là bóng đá Việt Nam của chúng ta nên xây dựng với cái nòng cốt, với cái hạt nhân chiến thuật là ai? Bởi vì lúc đấy chúng ta còn rất nhiều những cá nhân hay, chúng ta còn có Xuân Trường, những cầu thủ Anh Gia Lai, còn có Văn Toàn, Công Phượng, còn có Quang Hải. Đấy. Thì cuối cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nói rằng đó phải là Nguyễn Quang Hải. Và về sau chúng ta thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã nghe theo cái lời tư vấn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tôi không nói 100% đều là do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vạch ra, nhưng mà có thể là có một cái sự đồng cảm nào đó giữa hai nhà cầm quân. Và sau đó thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn gửi một cái bản đánh giá một cách chi tiết từng cầu thủ một, ưu điểm của họ là gì, nhược điểm của họ là gì, tiềm năng là gì và cái cách mà chúng ta cải thiện họ như nào. Và một điều rất quan trọng là về mặt tâm tư, tình cảm, tính cách của từng người một và gửi cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Đấy là lý do vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo đã hòa nhập rất nhanh và biết từng chi tiết một về các cầu thủ, nó không đến một cách tự nhiên. Và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì cũng không phải lên báo chí hoặc lên mạng xã hội nói rằng là tôi đã đóng góp cho huấn luyện viên Park Hang-seo điều này điều kia. Không, họ cống hiến một cách âm thầm và chỉ những người làm chuyên môn hiểu nhau là được. Đến bây giờ sau mỗi một giải đấu thành công, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn luôn gặp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và gửi một lời cảm ơn. Nếu các bạn không tin, các bạn có thể hỏi trực tiếp huấn luyện viên Park Hang-seo. Có một câu chuyện mà có lẽ là nếu các bạn xem vlog Minh Hải thì các bạn đã nhận được rồi. Tức là mình đã kể nghe một cái câu chuyện liên quan đến cái tinh thần học tập của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã từng bán xe và cầm cố nhà để đi châu Âu học bằng pro. Và các bạn có thể tưởng tượng là anh ấy bán một cái xe chỉ đủ tiền sang anh học một cái lớp về mặt thể lực có 4 ngày thôi. Đấy, và nói như thế để các bạn hiểu là người ta mong muốn học tập như thế nào, sẵn sàng bỏ tiền túi của mình ra để đi học. Và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng là một người theo một cái tư tưởng tự tôn dân tộc rất là cao. Anh Tuấn thì cho rằng là những cái gì huấn luyện viên nước ngoài làm được, huấn luyện viên nội mình cũng làm được. Đấy là lý do vì sao ông đã nói với tất cả những người học trò của mình là người ta cũng chỉ có hai chân, hai tay, hai mắt thôi, tại sao chúng ta ra sân phải sợ họ? Cái yếu tố con người Việt Nam, chúng ta có những điểm mạnh gì chúng ta phát huy, họ có điểm mạnh gì họ phát huy, và chúng ta tư duy xem họ có điểm mạnh gì để chúng ta khắc chế. Và tất cả những cái gì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm đều mong muốn cho các học trò của mình có một sự tự tin và có một cái tinh thần trách nhiệm đương nhiên với nền bóng đá, với tư cách là người đại diện cho nền bóng đá Việt Nam. Tôi cho rằng đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và nói thật là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng luôn luôn mong muốn là người dân Việt Nam, bóng đá Việt Nam của chúng ta ra những cái đấu trường lớn, kể cả là châu Á hay là World Cup, chúng ta lẫm liệt đường hoàng. Và đấy là lý do vì sao huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người đầu tiên và duy nhất của bóng đá Việt Nam tính đến thời điểm này dám vào phòng họp báo nói chuyện bằng tiếng Anh, trả lời các phóng viên nước ngoài bằng tiếng Anh. Thậm chí là trong những cái cuộc nói chuyện mà có phóng viên nước ngoài thì nói chuyện với người Việt Nam thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng trả lời bằng tiếng Anh. Và tôi cho rằng đấy là cái cách mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang cố gắng làm đẹp hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong lòng bạn bè. Tôi nghĩ là những cái điều đấy có lẽ là chúng ta nếu mà hiểu được, chúng ta sẽ không bao giờ trách huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Có một lần thì tôi có nói với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là có lẽ là anh cũng phải suy nghĩ lại, hay là anh lại mong muốn là cả đời gắn bó với sự nghiệp gõ đầu trẻ vốn nó không ổn định. Ngày hôm nay anh là người hùng World Cup, ngày mai anh có thể trở thành một người vô năng, kém tài. Đấy. Thì mình cũng biết là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì nhận được rất là nhiều những lời mời để về những đội bóng V-League
Đấy, lương cao, lộc hậu, rồi thậm chí là thi thố được tài năng của mình hàng tuần. Nhưng mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì nói rằng là anh rất là yêu các cầu thủ trẻ, và anh thấy là các cầu thủ trẻ của mình bây giờ đang rất là thiệt thòi. Lẽ ra phải được đầu tư nhiều nhất, đầu tư tốt nhất, thì bây giờ chúng ta lại đang phát triển ngược, là những cầu thủ trẻ là đang phải chịu nhiều hầm hưu nhất. Và đấy là lý do vì sao huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cố gắng đấu tranh để có được chế độ tốt nhất cho các cầu thủ trẻ. Và nếu như ai cũng muốn đi làm đỉnh cao, không ai nhìn các cầu thủ trẻ cả, thì không bao giờ bóng đá trẻ phát triển. Mà không có bóng đá trẻ phát triển thì bóng đá đỉnh cao làm sao phát triển một cách bền vững được. Một câu chuyện nữa tôi xin được kể để các bạn nghe. Đấy là một lần tôi đến nhà anh Tuấn ở Nha Trang, gặp mẹ anh Tuấn và con anh Tuấn ở nhà. Và thực sự thì hôm đấy tôi rất là cảm động. Người mẹ hơn 90 tuổi và hai người con của anh Tuấn, thì một bạn đang học cấp 2, một bạn đang học cấp 1. Tức là đều là những cái tuổi rất là ẩm ương, rất là cần có bố ở bên cạnh để có thể dạy bảo, chia sẻ, vỗ về, cũng như là làm cho các bạn ấy đi đúng hướng. Anh Tuấn thì ra ngoài phát triển các cầu thủ trẻ, hay nói chính xác hơn là phát triển con nhà người ta. Còn con của mình thì cũng gặp rất là nhiều những khó khăn, gặp rất nhiều cái sự thiếu thốn về mặt tình cảm, cũng như là sự định hướng của cha. Đấy, và khi mình đến mình nói chuyện với mẹ thì mẹ có nói rằng là thằng Tuấn nó cũng muốn về, bởi vì có mẹ già có con nhỏ ở đấy, nhiều khi nó không yên tâm, bởi vì tất cả các anh thì đều ở bên Mỹ hết rồi. Nhưng tại sao mà Tuấn vẫn đi là bởi vì mẹ, tức là bà nói với mình là, nhưng mà mẹ thì vẫn động viên nó, bởi vì mẹ biết nó đam mê, nó mong muốn được cống hiến. Và thực sự là đến lúc đấy thì mình thấy là hôm đấy anh Tuấn về nhà nấu cơm cho mẹ ăn, bà ăn một bữa cơm chưa bao giờ mình cảm giác ngon như thế. Cả buổi bà cười suốt, lưu la lưu lo, nói chung là rất là vui. Và mình cảm nhận được là sự có mặt của anh Tuấn làm cho người mẹ rất là vui. Và bắt đi một thời gian thì anh Tuấn có gọi điện nói là hôm nay bà bị ngã, bà trượt cầu thang ngã. Và thực sự thì lúc đấy nếu là mình, xin lỗi cho các bạn luôn, là mình bỏ hết việc để mình về. Nhưng cuối cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng lại đang ở công việc ở rất là xa, và về sau thì mới về được. Tất cả mọi thứ tôi nói thật với các bạn, mẹ mình, con mình phải là những điều thiêng liêng nhất, cũng giống như các bạn suy nghĩ thôi. Nhưng người ta đã phải hy sinh những cái điều đơn giản nhất hàng ngày chúng ta có. Đấy là nấu cơm, bưng cơm cho bố mẹ, học hành với các con, tâm sự với các con. Anh Tuấn không có điều đó. Thì vì cái gì ạ? Không phải là vì những cái tiếng chửi của các bạn, mà anh Tuấn đã từng nói với mình là anh sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho bóng đá trẻ Việt Nam, không phải để về sau anh có được thành công, mà để về sau bóng đá Việt Nam có được thành công. Và đấy là một trong những cái mục tiêu cao nhất của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Với mình thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là một người đàn ông dám nói thẳng, dám làm thật và dám hy sinh tất cả mọi thứ. Bởi vì cái nghề nghiệp của mình, anh đã hy sinh tất cả mọi thứ rồi. Tiền bạc, xa gia đình, chịu rất nhiều áp lực, những tiếng chửi bới. Những lúc mà khen anh rất là tự hào với các con, nhưng nếu những lời chửi bới ở trên mạng các con anh đọc được thì sao? Các cháu sẽ rất là buồn. Nhưng mình tin một điều là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để có thể tạo ra được một thế hệ cầu thủ tốt. Anh đã chủ động xin từ chức, coi như là nhận trách nhiệm, coi như nói rằng mình là người kém chứ không phải các cầu thủ, và lấy mình, đẩy mình thành trung tâm của những cái cuộc tranh cãi về U18 và dành lại cho các học trò của mình cả một bầu trời bình yên để tiếp tục phấn đấu. Các cầu thủ không chịu bất cứ một áp lực nào cả, và đấy lại là một sự hy sinh nữa của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho các học trò của mình, cho các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Và đấy là lý do vì sao anh nhận được rất nhiều sự tôn trọng từ các cầu thủ. 100% các cầu thủ đã từng qua sự huấn luyện của huấn luyện viên Hoàng Tuấn đều coi anh như cha và đều gọi là thầy và xưng con. Thầy trong tiếng Việt nó có hai nghĩa. Thầy vừa là người thầy giáo, thầy cũng lại là người cha. Đấy, hai trong một, đấy là điều rất quan trọng. Và mình kể đến đây thôi, còn các bạn có thể cảm nhận theo cái cảm nhận của mỗi người, và các bạn tự mình đưa ra đánh giá. Mình thì mình tin một điều rằng người ta chỉ đưa ra những bình luận đúng khi xuất phát từ những thông tin đúng. Và ngày hôm nay mình kể cho các bạn nghe những câu chuyện đó. Còn tất cả những cái kết luận, những cái phán xét của các bạn là thuộc về các bạn 100%. Và mình chỉ mong một điều là chúng ta hãy nghĩ đúng và có sự chia sẻ. Có như thế thì bóng đá Việt Nam mới phát triển được. Và mình nghĩ rằng là nếu như những huấn luyện viên nhìn vào những người như anh Hoàng Anh Tuấn mà không dám làm bóng đá trẻ nữa, cho nên là mọi thứ cần phải đúng, cần phải đủ và cần có sự đồng cảm, cần có sự tận tình.
Và nói đến đây thì mình cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người. Và trước khi kết thúc vlog của ngày hôm nay, mình cũng xin mời các bạn xem một cái đoạn clip nhỏ. Đây là một thông tin rất mừng dành cho những người bị thoát vị đĩa đệm. Một lần nữa xin được cảm ơn Dish Doctor, chuyên gia về thoát vị đĩa đệm, đã giúp vlog Minh Hải thực hiện loạt chương trình gần đây. Xin được cảm ơn tất cả các bạn và chúc cho bóng đá Việt Nam của chúng ta luôn luôn có sự thấu hiểu, luôn luôn có sự chia sẻ và luôn luôn có sự phát triển một cách bền vững. Xin được chào và hẹn gặp lại. Dish Doctor, bạn đau ở đâu? Có tôi ở đó. Bạn đã biết cách điều trị thoát vị đĩa đệm bằng đai kéo giãn cuộc sống Dish Doctor nhập khẩu từ Hàn Quốc chưa? Không giống như đai lưng, đai cổ thông thường, Dish Doctor khi được bơm hơi lên sẽ giúp giảm bớt áp lực lên đĩa đệm cột sống, giải tỏa sức nặng cơ thể đè nén lên đĩa đệm, giúp giảm chèn ép dây thần kinh và giải tỏa cơn đau. Đối với đai lưng Dish Doctor, bạn có thể sử dụng trong lúc đi lại, ngồi, sinh hoạt, khi lái xe và khi làm việc nặng. Đối với đai cổ Dish Doctor, bạn có thể sử dụng từ 2 đến 3 lần mỗi ngày, mỗi lần sử dụng 20 phút tại nhà hoặc cơ quan. Đai lưng Dish Doctor WG30 dành cho người dưới 60 kg, có giá 3.600.000 đồng. Đai lưng Dish Doctor WG50 dành cho người trên 60 kg, có giá 3.850.000 đồng. Đai cổ Dish Doctor CS300 sử dụng tư thế đứng ngồi, có giá 3.850.000 đồng. Sản phẩm có hơn 20 năm kinh nghiệm, liên tục nghiên cứu và phát triển, đã giúp cho rất nhiều khách hàng tại Việt Nam quên đi cơn đau cột sống. Bạn có thể đến dùng thử Dish Doctor tại 160 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội và hơn 50 đại lý trên toàn quốc. Hotline 0969 685 333, website diskdr.vn.